Khoảng 2 giờ 30 phút sáng nay, ngày 30 tháng 3, tại kho chứa hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Thái Sơn ở số 43 đường Lê Duẩn, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến toàn bộ hàng hóa trong kho bị thiêu rụi. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, ngọn lửa xuất phát từ khu vực bên ngoài kho, sau đó cháy lan vào bên trong. Do xung quanh đều là các chất dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng bùng phát lan rộng. Khói đen bao trùm toàn bộ khu vực nhà kho, sức nóng tỏa ra rất lớn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn của Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động 5 xe chữa cháy, 1 máy bơm nước cùng 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành dập lửa. Tuy nhiên, do khu vực bị cháy chứa nhiều linh kiện điện tử, nhựa, dây điện nên đám cháy tỏa ra nhiều khói, khí độc gây khó khăn cho công tác tiếp cận, chữa cháy ban đầu. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn đã bố trí trang thiết bị chống khói, khí độc cho cán bộ chiến sĩ, triển khai đội hình chữa cháy với mục tiêu nhanh chóng dập tắt đám cháy, không để lan rộng ra khu dân cư xung quanh. Sau gần 2 giờ đồng hồ tích cực chữa cháy, đến 4 giờ 30 phút sáng nay, ngọn lửa đã nhanh chóng được dập tắt hoàn toàn. Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.